Tại Euro năm nay thì đội tuyển Áo có thể coi là một hiện tượng thú vị của giải đấu khi giành vị trí nhất bảng D ở một bảng đấu với những đội bóng mạnh như đội tuyển Pháp hay đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên bước vào vòng đấu thứ 18 thì đội tuyển Áo lại không thể hiện được sức mạnh của mình và bị giải mã bởi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Áo đã trình diễn một lối chơi ấn tượng ở vòng bảng Euro 2024. Tuy nhiên, xem ra khả năng phòng ngự trong những tình huống cố định lại là một hạn chế của họ. Và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã tận dụng triệt để những pha bóng đó. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, các hậu vệ và thủ môn của đội tuyển Áo đã có pha phá bóng không tốt, tạo điều kiện để trung vệ Merit Demiral bên phía đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sút tung lưới, đồng thời đánh dấu bàn thắng nhanh nhất được ghi trong lịch sử vòng 1/8 của các kỳ Euro. Demiral cũng chính là tác giả của bàn nhân đôi cách biệt ở phút 59 từ một tình huống cố định khác. Và dù đội tuyển Áo có rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chỉ 7 phút sau, khoảng thời gian còn lại cũng không đủ để đội tuyển Áo san bằng tỷ số. Thắng 2-1 chung cuộc, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có lần đầu vào tứ kết Euro sau 16 năm. Khi ấy, giải đấu vẫn còn diễn ra theo thể thức 16 đội. Họ là đội bóng mạnh, chúng ta đều biết điều đó. Đội tuyển Áo được đánh giá cao hơn chúng tôi hôm nay. Nhưng như tôi đã từng nói trước đây, nếu bạn chiến đấu bằng cả trái tim, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi không tin là chúng tôi về nước hôm nay. Chúng tôi đã tin tưởng đội tuyển Áo sẽ tiếp tục hành trình ở giải đấu lần này. Chúng tôi thậm chí đã sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi rất thất vọng. Hôm nay chúng tôi đã nhận được một số bài học. Đó là một trận đấu loại trực tiếp. Một đội đi tiếp, còn một đội thì không. Tất nhiên sự thất vọng này không kéo dài. Chúng tôi còn Nations League và sau đó là vòng loại World Cup. Leider auch mit dazu. In Playoff-Spielen gibt es eine Mannschaft, die weiterkommt und eine, die nicht weiterkommt. Und das waren jetzt leider wir. Thưa quý vị, khi đội tuyển Hà Lan bước vào vòng 1/8 của Euro 2024 với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 ở các bảng đấu thì nhiều người đã rất lo ngại về khả năng của thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman. Thế nhưng sắc da cam Hà Lan đã có dịp rực rỡ để trở lại với một màn trình diễn ấn tượng trước đội tuyển Rumani. Trước đội tuyển Hà Lan được đánh giá cao hơn về chiều sâu lực lượng, các cầu thủ Rumani vẫn lựa chọn lối chơi chủ động pressing và dâng cao đội hình ngay từ đầu trận. Nhưng khi thế đó chỉ được duy trì khoảng 15 phút khi mà bàn thắng không tới với đội tuyển Rumani. Họ đã phải chứng kiến sức mạnh thực sự của đội tuyển Hà Lan với cách tiếp cận trận đấu hợp lý và tốc độ ở hai cánh. Từ cánh trái, Cody Gakpo chứng tỏ bản lĩnh và cái duyên ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan tại Euro 2024 với cú sút quyết đoán và chính xác để mở tỷ số ở phút thứ 20. Trong một thế trận vượt trội, đội tuyển Hà Lan đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Và nếu như Memphis Depay hay Xavi Simon vẫn vô duyên trước khung thành của đội tuyển Rumani, thì Cody Gakpo lại tỏa sáng khi kiến tạo để cầu thủ vào sân thay người Dojan Malen dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Trong một trận đấu tấn công hay mà phản công cũng xuất sắc, Dojan Malen đã hoàn tất cú đúp bàn thắng để góp công đưa đội tuyển Hà Lan vào tứ kết với chiến thắng 3-0 chung cuộc. Hôm nay chúng tôi đã kết thúc một câu chuyện tuyệt vời mà chúng tôi đã bắt đầu cách đây 2 năm với việc đứng đầu bảng ở vòng loại. Sau đó chúng tôi tiếp tục câu chuyện đó ở Đức với vị trí nhất bảng. Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn có chút buồn. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa, nhưng chúng tôi đã cống hiến hết mình. Cảm ơn các cầu thủ của tôi và người dân Rumani ở khắp nơi trên thế giới đã ủng hộ chúng tôi. Tôi hy vọng rằng chúng ta không quên khoảnh khắc này và chúng ta sẽ xây dựng từ đây và tiếp tục phát triển trong tương lai. Nhìn chung, đây là trận đấu hay của đội tuyển Hà Lan. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu. Trong một số thời điểm, chúng tôi đã làm rất tốt điều đó. Chúng tôi biết họ là đối thủ khó chơi. Vì vậy, chúng tôi cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Và các cầu thủ đã thể hiện được trên sân. Rõ ràng, các cầu thủ viên lại một lần nữa tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời. Điều đó góp ích rất lớn, động viên các cầu thủ trên sân. Và quan trọng, điều chúng tôi cần là bàn thắng cũng đã làm được. Toàn bộ màn trình diễn ngày hôm nay thật xuất sắc và đó là điều chúng tôi cần để có cơ hội đi tiếp ở giải đấu này. Thưa quý vị khán giả, ở đội tuyển Bồ Đào Nha vào đến tứ kết của Euro năm 2024 với ngôi sao Cristiano Ronaldo ở kỳ Euro thứ 6 trong sự nghiệp của mình. Và cho đến lúc này thì anh vẫn đang gặp những khó khăn nhất định khi vẫn chưa thể ghi bàn ở giải đấu năm nay. Cristiano Ronaldo bước vào Euro 2024 ở tuổi 39, nhưng anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết và khát khao để hướng tới kỷ lục, ghi được bàn thắng ở 6 kỳ Euro liên tiếp. Ronaldo đã dứt điểm rất nhiều, di chuyển tới gần 11,9 km trong cả trận đấu với đội tuyển Slovenia, đạt tốc độ 30,5 km/h. Còn xuyên suốt 4 trận đá chính cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro này,
với 20 pha dứt điểm, Ronaldo chính là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với anh. Đây là một điều rất khác so với thói quen ghi bàn thường thấy của CR7 trong xuyên suốt sự nghiệp của anh. Ngay cả khi có cơ hội trên chấm phạt đền, Cristiano Ronaldo vẫn không thắng được trận Oblak trong hiệp phụ của vòng 1/8. Hình ảnh Ronaldo bật khóc khi thực hiện không thành công quả penalty đó chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất của Euro 2024, cho thấy những khó khăn và áp lực ghi bàn mà có lẽ Ronaldo đang tự đặt ra cho chính mình. Những góc máy truyền hình đặc tả cảm xúc trên gương mặt của Ronaldo cho thấy một sự tiếc nuối và cả lo lắng, bởi chắc chắn Ronaldo cũng hiểu đội tuyển Bồ Đào Nha càng vào sâu tại Euro 2024 sẽ gặp các đối thủ mạnh hơn và cơ hội ghi bàn sẽ càng hạn chế hơn với anh, mà ngay trước mắt sẽ là cuộc so tài với đội tuyển Pháp ở tứ kết. Vâng, trong 4 cặp tứ kết của Euro 2024 đang chuẩn bị được diễn ra thì có lẽ khán giả sẽ rất chờ đợi vào màn so tài giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Pháp, khi mà người ta sẽ chờ đợi vào màn đối đầu của hai ngôi sao lớn nhất của hai đội bóng này, đó chính là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe. Với anh Hữu Trường thì sao ạ? Không biết là anh sẽ chờ đợi vào màn tỏa sáng của ngôi sao nào? Chắc chắn rồi, đây là một trong những cặp đấu phải nói là hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết của Euro năm nay. Một cuộc đọ sức giữa hai đội bóng hàng đầu tại châu Âu và nổi bật nhất là hai ngôi sao hàng đầu của họ, Cristiano Ronaldo bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha và Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Rõ ràng là ở giải đấu năm nay thì Mbappe đang cũng gặp những khó khăn nhất định, cũng giống như Ronaldo. Trong việc ghi bàn đúng không ạ? Nếu như Ronaldo là vấn đề về tuổi tác thì Mbappe là vấn đề về mặt nạ của anh. Rõ ràng là ở giải đấu mà đeo mặt nạ thì Mbappe chưa thể tìm lại được phong độ tốt nhất của mình. Và rõ ràng phải nói về trận đấu tới đây thì sức trẻ của Mbappe sẽ đối đầu với cả kinh nghiệm của Ronaldo. Và tôi cho rằng thì Mbappe dù sao cũng có được một tâm lý thoải mái hơn, vì dù thì anh cũng đã có được một bàn thắng ở giải đấu năm nay, còn với Ronaldo thì thời gian của anh không còn nhiều nữa rồi. Và tôi nghĩ rằng ở trận đấu tới đây rất có thể sẽ thêm có những giọt nước mắt của Ronaldo nữa, nhưng không hiểu là nước mắt của hạnh phúc khi đi tiếp hay là nước mắt của việc dừng lại ở vòng đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở vòng đấu tới đây thì kịch bản nào sẽ xảy ra trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha. Và thưa quý vị khán giả, thì ở giải đấu năm nay chúng ta chứng kiến rất nhiều những bàn thắng đẹp, khi ở trong vòng cấm địa cũng có, mà ở ngoài vòng cấm địa cũng có. Bên cạnh đó thì phải kể tới những màn cứu thua xuất sắc của những thủ môn. Chính vì vậy, việc lựa chọn ra thủ môn nào xuất sắc nhất tại kỳ Euro năm nay là một việc không hề đơn giản. Ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ Euro, đội tuyển Georgia đã vào tới vòng 1/8 và chỉ chịu thua trước ứng viên vô địch đội tuyển Tây Ban Nha. Một trong những nhân tố đóng góp lớn cho thành công của đội tuyển Georgia là thủ môn Georgi Mamardashvili, cầu thủ 23 tuổi. Đã có màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng khi cản phá thành công từ 20 cú dứt điểm nhiều hơn bất kỳ một thủ môn nào khác. Đồng thời, với 11 pha cứu thua trong trận gặp đội tuyển Cộng hòa Séc, Mamardashvili cũng cân bằng thành tích là thủ môn có nhiều pha cứu thua thứ hai trong một trận vòng bảng. Cũng có lần đầu tiên có mặt ở vòng 1/8 là đội tuyển Slovenia, và thành tích của họ không thể không nhắc đến công lao của Jan Oblak, anh giúp đội tuyển Slovenia chỉ phải nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới trước hai đội tuyển mạnh là Anh và Bồ Đào Nha. Thậm chí, Oblak còn cản phá thành công cú sút phạt đền của Cristiano Ronaldo. Nhưng đáng tiếc, màn trình diễn của anh lại bị lu mờ bởi Diogo Costa. Thủ môn đã từng cản phá thành công 3 quả phạt đền trong 3 trận đấu liên tiếp tại UEFA Champions League, giờ đây đã trở thành người đầu tiên cản phá 3 quả phạt luân lưu 11m trong một trận đấu tại Euro để giúp đội tuyển Bồ Đào Nha điền tên mình vào tứ kết. Với những ai đã từng đến nước Đức thì có thể biết rằng quốc gia này rất nổi tiếng với tàu cao tốc chạy với vận tốc hơn 300 km/h. Thế nhưng không chỉ có vậy, hãy cùng với các phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam tìm hiểu một loại tàu khác, thậm chí là còn đặc biệt hơn. Trên hành trình khám phá nước Đức thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một trong những phương tiện giao thông cực kỳ đặc biệt ở Đức. Đó chính là tàu bay treo trên cao. Với loại tàu đặc biệt này thì có một nhà ga riêng, đường ray thì cũng riêng và tàu thì đương nhiên là đặc biệt nhất thế giới rồi. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi trải nghiệm. Tàu treo ở thành phố Vũ Tô Đồ được đặt dọc theo con sông nên chúng ta có thể thấy được một khung cảnh hết sức là thơ mộng. Phía dưới thì mọi người vẫn sinh hoạt, còn ở trên này thì tàu vẫn chạy. Tàu thì treo ngược thôi chứ người không treo ngược đâu thưa quý vị. Và đây rõ ràng là một trải nghiệm hết sức đặc biệt khi tới thành phố này. Thật thú vị, tôi cứ nghĩ mình sẽ ngồi theo kiểu trồng ngược chứ. Chào mừng bạn đến với Vũ Tô và đến với biểu tượng của thành phố chúng tôi. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời với con tàu treo trên cao này. Và chắc chắn là khi tới Đức, bạn nên thử một lần.
Ở kỳ Euro năm nay thì đội tuyển Anh đã giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Slovakia. Tuy nhiên đội bóng này đã gặp phải rắc rối sau khi bị điều tra sau trận đấu với đội tuyển Slovakia vì những hành vi được cho là không đúng mực của hai ngôi sao bên phía đội tuyển Anh là Jude Bellingham và Declan Rice. UEFA xác nhận sẽ mở cuộc điều tra kỷ luật với tiền vệ người Anh Jude Bellingham sau khi có thông tin cho rằng anh đã có hành động khiếm nhã hướng về phía băng ghế dự bị của đội tuyển Slovakia sau khi anh ghi bàn cho đội tuyển Anh ở trận đấu tại Gelsenkirchen. Trên trang cá nhân X, Bellingham cho rằng đó là một cử chỉ đùa cợt đặc biệt đối với một số người bạn thân có mặt trong trận đấu. Tuy nhiên, UEFA vẫn quyết định tiến hành điều tra. Bất kỳ án phạt nào đối với Bellingham cũng có thể đem lại phần nào tổn thất cho đội tuyển Anh. Đội đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn tại Euro năm nay khi chỉ ghi được 4 bàn sau 4 trận. Bellingham đã đóng góp 2 bàn trong số 4 bàn thắng này. Ngoài ra, tiền vệ Declan Rice cũng có nguy cơ bị phạt vì đã có hành vi và ngôn từ xúc phạm đối với huấn luyện viên của Slovakia Francesco Canzona sau khi trận đấu kết thúc. Cuộc chạm trán quá sớm của hai ứng cử viên vô địch, đội tuyển Đức hay đội tuyển Tây Ban Nha sẽ vượt qua đối thủ để viết tiếp câu chuyện nhà vô địch của Euro năm nay. Câu trả lời sẽ có vào 23 giờ ngày 5 tháng 7. Tứ kết 1, đội tuyển Đức, đội tuyển Tây Ban Nha trực tiếp trên VTV2.